Xin chào, tôi là Đọt đây. Và hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy lấy thức ăn, nước uống yêu thích và nói: tôi đã sẵn sàng. Chúng mình bắt đầu nào. Đây là câu chuyện về hai người bạn phiêu lưu xây nhà gần nhau. Chào mừng bạn đến The Blood Enderman. Vào một ngày đẹp trời, tôi bắt đầu tạo thế giới sinh tồn cho tôi và bạn của tôi. Để có một trải nghiệm sinh tồn tuyệt vời, tôi quyết định tắt hack và chơi Minecraft một cách bình thường. Sau đó, tôi đã mở server và ngay lập tức người bạn của tôi, Force, cũng đã tham gia. Chúng tôi gặp mặt nhau và mở lời một cách thân thiện. Xin chào, chào mừng ông đã đến với thế giới này, tôi nói. Anh ta đáp, xin chào nhé. Và thế là chúng tôi bắt đầu sinh tồn. Vì đây là một nơi lý tưởng nên bọn tôi đã quyết định xây nhà tại đây. Việc đầu tiên là chúng tôi cần thu thập đủ gỗ để xây nhà. Nhưng lúc này đây, bọn tôi bỗng nhiên đổi ý. Mình nghĩ chúng ta nên xây lâu đài cát hơn. Nói rồi, tôi và anh ấy tiến hành xây dựng ngay sau đó. Sau một khoảng thời gian không lâu, Force đã hoàn thiện ngôi nhà của anh ấy. Này, ông có thích ngôi nhà của tôi không? Force nói. Tôi trả lời, có, tôi rất thích nó. Trông nó rất đẹp anh bạn à. Ông làm tốt lắm Force. Anh ta sau đó dẫn tôi lên tường thành. Tôi không ngờ chỉ vỏn vẹn không lâu mà anh ta đã xây dựng được nhiều đến như thế này. Anh ta nói, chúng ta sẽ rất an toàn khi ở đây. Chúng ta có thể quan sát mọi thứ từ vị trí này. Tôi đáp, chắc chắn rồi anh bạn à, tôi rất là thích nó đấy. Sau đó chúng tôi quyết định tìm thêm gỗ và tôi là người xung phong làm việc đó. Tôi tiến vào khu rừng một mình để thu thập gỗ. Bỗng nhiên, tôi vô tình phát hiện ra một thứ gì đó đang tiến qua đây. Cái quái gì vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy? Hãy nhìn những hạt bụi lơ lửng trong không trung. Nó giống như một bóng ma vậy. Tôi sau đó không biết chuyện gì xảy ra. Vì có linh cảm không lành, nên tôi quyết định chạy về nhà thật nhanh. Cái quái gì vậy? Một con Enderman sao? Nó làm tôi giật mình. Nhưng để tôi cho bạn nhìn kỹ hơn. Những vệt màu đỏ kỳ lạ trên người của nó. Nó có vẻ giống như máu đang dính trên đó vậy. Tôi sau đó chạy thật nhanh về nhà. Mặt tôi tái nhợt. Này anh bạn à, anh bạn đâu rồi? Tôi có vẻ vừa nhìn thấy một con Enderman bị chảy máu đấy. Force lập tức hỏi, cái gì cơ? Ông nói vớ vẩn cái gì vậy? Nghe tôi nói đi, tôi thật sự nhìn thấy một con Enderman trong khu rừng với rất nhiều máu. Đừng đùa chứ, không bao giờ có chuyện mà có Enderman nào dính máu cả, Force nói. Tôi lạnh sống lưng khẳng định, nhưng nó là sự thật anh bạn à. Tôi không hề nói dối đâu, làm ơn hãy tin tôi. Nhưng anh ta không tin và cho rằng tôi đang cố gắng lừa gạt anh ta. Tôi đã cố gắng giải thích thêm, nhưng chỉ làm anh ta tức giận thêm mà thôi. Này anh thôi đi, chúng ta cần chuẩn bị cho buổi tối đấy, đừng đùa nữa. Vì an toàn nên tôi quyết định chặn lối ra vào. Và điều gì rồi cũng đến, màn đêm bắt đầu buông xuống. Chúng tôi đã đứng đây chờ đợi để xem thứ quái quỷ ấy liệu có xuất hiện hay không. Này anh bạn à, tôi vẫn không thấy bất cứ thứ gì cả, Force khẳng định. Nói rồi anh ta đi xuống và bọn tôi quyết định đổi sang hướng khác để xem như thế nào. Bỗng nhiên bọn tôi phát hiện một điều kỳ lạ. Sao ban đêm mà lại chẳng có con quái vật nào nhỉ? Có thể nào chúng ta đang ở chế độ bình yên không? Force hỏi. Lúc này đây, tôi thật sự bàng hoàng. Và tôi sau đó lập tức kiểm tra thử. Và thật ngạc nhiên khi chúng tôi đang ở chế độ bình thường. Lúc này đây, Force bắt đầu cảm thấy sợ hãi những điều kỳ lạ đang xảy ra. Nhưng anh ta vẫn một mực không tin vào thực thể Enderman máu mà tôi kể khi sáng. Và bỗng nhiên những âm thanh kỳ lạ bắt đầu vang lên. Cái gì vậy? Những âm thanh đó là gì vậy? Làm thế nào mà nó tồn tại trong Minecraft được? Ford hỏi. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi tiến đến gần cánh cửa để quan sát xung quanh. Lúc này đây, Ford tự trấn an anh ta bằng cách hỏi tôi. Anh ta nói, này anh bạn à, liệu anh có cài đặt gói tài nguyên nào vào Minecraft không vậy? Tôi một mực khẳng định là không. Và sau đó tôi dốc sức chạy thật nhanh lên tường thành để quan sát xung quanh. Bỗng nhiên, một tiếng gầm gừ vang lên. Cái gì thế này? Ôi không thể nào,
Nó chính là Enderman máu. Cái quái gì vậy? Nó đang tiến lại gần ngôi nhà của bọn tôi. Này anh bạn à, thật sự không ổn rồi. Thực thể quái quỷ ấy đang tiến lại gần đây. Force lập tức chạy lên. Đâu, anh nhìn thấy gì? Tôi chẳng thấy bất cứ thứ gì cả, Force nói. Hắn ta đang tiến lại gần ngôi nhà của chúng ta đấy anh bạn. Force, nhìn kìa, nhìn đi. Tôi không nói dối đâu. Cái quái gì vậy? Những bức tường đang biến mất. Bức tường cát đang dần bị phá hủy. Lạy chúa, cái gì vậy? Những gì đang xảy ra thế này? Lần này đây, Ford đã thật sự nhìn thấy. Kia, hắn kia. Lần này tôi đã thật sự nhìn thấy được hắn rồi. Cái quái gì vậy? Hắn ta tiến lại gần đây sao? Tôi đã bảo rồi mà, tôi không hề nói dối. Khoan, khoan đã, hắn ta làm rơi những gì vậy? Tôi tò mò tiến đến bắt lấy và phát hiện đó là những khối máu. Nó thật đáng sợ, hắn ta làm văng những vệt máu tung tóe khắp nơi đây. Lúc này đây, bọn tôi bắt đầu hoảng sợ, sống lưng bọn tôi lạnh tanh, bọn tôi cảm thấy bất an. Và sau đó Ford lập tức la hét, kêu tôi mau rời khỏi đây nhanh lên. Nhanh lên đi, tôi đang rất là hoảng sợ đây này, chạy nhanh lên. Bọn tôi dốc sức chạy thật nhanh trong vô thức, tuy nhiên cái quái gì thế này? Bọn tôi đang ở đâu thế này? Dừng lại đi, đừng làm tôi sợ chứ. Tôi quay ra sau và phát hiện một ký tự. Nó viết bụng của Enderman máu. Cái quái gì vậy? Trong bụng của hắn ta à? Nó viết vậy có nghĩa là gì? Không lẽ nào chúng ta đã bị ăn rồi sao? Lúc này đây, Ford lại là người sợ hãi nhất. Anh ta đã không tin tôi ngay từ lúc đầu. Anh ta sợ hãi đến mức phát điên. Ford gào thét, thứ này thật kinh khủng. Tôi ghét trò chơi Minecraft này. Lạy chúa, hãy dừng lại đi. Ford hoảng sợ tự trấn an anh ta bằng cách khuyên chúng ta nên chơi StarMax từ bây giờ. Nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với Minecraft. Tôi đồng ý với ý kiến của anh ta và sau đó chúng tôi quyết định thoát khỏi trò chơi quái quỷ này. Vậy là bọn tôi đã thoát khỏi Minecraft ngay sau đó. Nhưng khoan đã, sau đây mới là điều cực kỳ thú vị nè. Sau khi thoát game, ngay lúc đó tôi đã đi kiểm tra thử những gói tài nguyên trong tệp tin file Minecraft của tôi. Tôi đã thật sự sốc khi tìm thấy file kỳ lạ. Nó mang tên Enderman máu. Như tôi từng phủ nhận, tôi thề tôi không hề thêm bất kỳ gói tài nguyên nào vào thế giới của tôi cả. Nhưng tại sao nó vẫn ở đó? Sau đó tôi quyết định lên trang chủ và bất ngờ tìm thấy tôi không phải là nạn nhân đầu tiên của Enderman máu. Sau đó tôi đã phát hiện một điều kinh khủng. Enderman máu lần đầu tiên xuất hiện khi nhà phát triển game của Mojang đã phạm phải một sự cố nghiêm trọng. Và sau đó Enderman máu đã được ra đời. Anh ta đã cố gắng xóa bỏ thứ quái quỷ ấy, nhưng sự thật là nó đã quay trở lại. Và bây giờ đang trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người chơi xấu số bằng cách tự cài đặt gói tài nguyên vào máy tính của người chơi đó. Và có một lời đồn rằng thứ quái quỷ ấy đã và đang gây ám ảnh với rất nhiều người chơi khác trong thế giới sinh tồn của họ. Ok, câu chuyện hôm nay là kết thúc. Chúc các bạn một ngày tốt lành nhé.